Khá kinh kệ Phật pháp đồng số rất nhiều màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con lại nghe thấy chuyên truyền tụng nguyện tỏ như là ngày nhầm màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 409, kênh quán hư không tạng Bồ Tát Hát Dịch Đà Lưu Tống Tam Thạng Đàm Ma Quật Đa người nước Kế Tân. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại núi Kỳ Khư Đà La, nơi cư trú của các vị tiên chánh giác, còn dưới 1.250 vị tỳ kheo và 1.000 vị Bồ Tát tu kiếp hiện tại do Bồ Tát Di Lặc đứng đầu. Bây giờ trưởng lão Umali tịnh đã từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ là y phục đảnh lễ thưa và Thế Tôn, trước đây trong kinh công đức đã thuyết giảng về danh hiệu của Đại Bồ Tát Hư Không Tạng có thể diệt trừ tất cả các nghiệp bất thiện. Như vậy, nếu có người sửa đổi những luật nghi xấu ác của vua hành theo Chiên Đà La cho đến Sa Môn hành theo Chiên Đà La, thì họ phải quán niệm Bồ Tát Hư Không Tạng như thế nào? Giả sử được gặp thì làm sao để cùng Bồ Tát ở chung và Bồ Tát thực hiện các việc của chúng tăng? Lại có ưu bà tắc nào phá bỏ năm giới, phạm tám giới, quan trai, hạ xuất gia, tỳ kheo ni, sa di, sa chi ni, tức samana, phạm bốn giới căn bản, Bồ Tát tại gia hủy hoại sáu pháp quan trọng, Bồ Tát xuất gia phạm tám giới nặng. Những người phạm giới như vậy, trước đây trong luật Đức Thế Tôn đã nói nhất định họ phải bị đuổi. Như tạng đã lớn đã bị phá vỡ, hôm nay trong kinh này là nói Bồ Tát Hư Không Tạng vì lòng từ bi lớn có thể có giúp cho các chúng sinh khổ nạn và nói thần chú để dứt trừ các tội lỗi cho họ. Vậy sẽ có người nào đạt được như thế thì lấy gì để làm chứng cứ? Kính xin bậc Thiên Tôn giải thích rõ ràng. Đức Phật nói: Này Tôn giả Ubali, ông và những người khéo giữ gìn giới luật dạo đời vị lai nên dạy bảo những chúng sinh phạm tội ấy, làm cho họ được an tâm giữ lòng từ bi lớn, tự nguyện vô lượng, như là không bỏ bất cứ một chúng sinh nào. Trong kinh Công Đức Thâm Diệu, ta nói các pháp xử trị tội gọi là quyết định tề ni. Có 35 Đức Phật cứu đời giới lòng từ bi lớn, ông nên cung kính đảnh lễ. Khi kính lễ, nên mặc áo hổ thẹn, vô cùng xấu hổ, như mắt bị bệnh, như người mắc bệnh hủi, phải theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc. Ông cũng vậy, nên sinh lòng hổ thẹn. Biết hổ thẹn rồi, đảnh lễ các Đức Phật khắp mười phương, một ngày cho đến 7 ngày, niệm danh hiệu 35 Đức Phật, rồi niệm riêng danh hiệu và lòng từ bi lớn của Bồ Tát Hư Không Tạng, tắm rửa sạch sẽ, đốt hương trầm thủy, đến lúc ngôi sao sáng xuất hiện, quỳ gối chắp tay, nước mắt ràn rụa, xưng niệm Bồ Tát Hư Không Tạng: Thưa Bồ Tát là bậc phước đức, vì lòng từ bi lớn, xin Bồ Tát thương xót, nhớ nghĩ đến con mà hiện thân. Lúc ấy ông nên nghĩ đến ngọc quý như ý trên đỉnh đầu của Bồ Tát Hư Không Tạng, ngọc ấy tỏa ra ánh sáng màu vàng rồng. Nếu thấy ngọc như ý, tức thấy được mão đội của cõi trời. Trong mão có 35 tượng Phật hiện ra, rồi trong ngọc như ý đó là có hình tượng Phật hiện khắp mười phương. Thân Bồ Tát Hư Không Tạng cao lớn, 20 do tuần, lớn bằng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị Bồ Tát này ngồi kiết già, tay cầm ngọc sáng như ý. Từ ngọc phát ra âm thanh dễ nói pháp và luật. Bồ Tát lại luôn vì luôn thương xót chúng sinh nên hiện ra thân tỳ kheo và nhiều hình tượng khác. Hoặc trong giấc mộng hoặc lúc ngồi thiền, Bồ Tát sẽ dùng ngọc mani ấn chứng trên cánh tay của các ông. Trong dấu ấn có chữ, chữ này có công năng dứt trừ tội lỗi. Được chữ này rồi, các ông lại vào trong chúng tăng, nói giới như trước. Ưu mà tắc nào được chữ ấy thì xuất gia không bị điều gì trở ngại. Nếu như không được chữ này thì nói lớn vào không trung: Tôi giết, tôi giết. Nếu không nói lớn tiếng vào hư không để nhận biết về giới luật thì trong mộng gặp được Bồ Tát Hư Không Tạng: Thưa, thưa Bồ Tát giữ gìn giới luật, con là tỳ kheo tên là Ưu Bà Tát, tên là, xin được sám hối. Một ngày cho đến 49 ngày, nhờ dự lực của việc đảnh lễ 35 Đức Phật và Bồ Tát Hư Không Tạng nên tội được giảm nhẹ, được người biết pháp
Bảo dọn dẹp nhà vệ sinh trong 800 ngày. Mỗi ngày đều nói ông làm việc bất tịnh, nên hôm nay ông phải dốc lòng dọn dẹp tất cả các nhà vệ sinh, không được cho người khác biết. Dọn dẹp xong, tắm rửa sạch sẽ đảnh lễ 35 Đức Phật, xưng niệm Bồ Tát Hư Không Tạng, hướng đến 12 bộ kinh, nằm vóc gieo sát đất và nói lên tội lỗi của mình. Sám hối như vậy là trải qua 21 ngày. Bây giờ người trí nên tập hợp những người thân thuộc ở trước hình tượng Phật, xưng niệm danh hiệu 35 Đức Phật, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát trong kiếp hiện tại, làm bậc thầy tôn chấn bạch yết ma cho những người đó được thọ giới như trước. Người này nhờ sức tu hành những hành khổ nhọc nên nghiệp tội được dứt trừ hẳn, đạt được ba thứ tâm bồ đề không bị chướng ngại. Đức Phật lại nói: Này tôn giả Ubali, ông thọ trì pháp quán hư không tạng này do đời vị lai, hãy nên phân biệt và nói cho các chúng sinh không biết khổ thẹn và phạm nhiều lầm lỗi lầm. Đức Phật dạ nói lời này rồi, Bồ Tát không tạng đã ngoài kiết già, liền phóng ra hào quang màu vàng rồng, trong ngọc như ý xuất hiện 35 Đức Phật. Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, ngọc báo như ý này của con là từ nơi Thủ Lăng Nghiêm sinh ra, cho nên chúng sinh nào nhìn thấy ngọc báo liền được tự tại như ý. Đức Phật bảo Tôn giả Ubali, ông không nên và nói kinh này cho nhiều người, mà chỉ nói với những người nào giữ gìn giới luật, để làm mắt sáng cho các chúng sinh ở đời vị lai, bị vô minh phiền não che phủ, cẩn thận đừng quên. Bây giờ nghe lời Phật dạy, Tôn giả Ubali hoan hỷ phụng hành. Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát. Thần chú kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát. A Di Lạ Sa Di Lạ Ca Sa Lô Ni Ca Giá Ra Giá Ra Tì Giá Ra Sang Giá Ra Ca Lô Ni Ca Ra Mẫu Ra Ra Mẫu Ra Tì Ca Đà Lạ Ma Tào Khư Phục Sa Ma Na Ca Lô Ni Ca Chấn Đà Ma Ni Phú Ra Di Ca Lô Ni Ca Tát Bà A Sa Di Tha Bì Di Đà Hội Đà Lợi Phá Cừu Phá Cừu Lưu Đệ Tỳ Tỳ Già Cừu Chất Tỳ Tỳ Già Cừu Kalonika Phú Lệ Di Đỏa Ma Ma Asa Tác Đỏa Ba Tha Giá Thô Ca Kiệt Độ Sa Hà. Danh hiệu 35 Đức Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Kim Cang Bất Hoại Thân, Phật Bảo Quang, Phật Long Tôn Vương, Phật Tinh Tấn Quân, Phật Tinh Tấn Hỷ, Phật Bảo Lực, Phật Bảo Nguyệt Quang Minh, Phật Hiện Vô Ngô, Phật Bảo Nguyệt, Phật Vô Cấu, Phật Ly Cấu, Phật Vọng Thí, Phật Thanh Tịnh, Phật Thanh Tịnh Thí, Phật Bà Lâu Na, Phật Thủy Tiên, Phật Kiên Đức, Phật Chiên Đà và Công Đức, Phật Vô Lượng Quang, Phật Quang Đức, Phật Vô Lượng Quốc Quang, Phật Na Lai Chiên, Phật Công Đức Hoa, Phật Liên Hoa, Du Hí Thần Thông, Phật Tài Công Đức, Phật Niệm Công Đức, Phật Thiện Danh Sơn, Phật Hồng Diệm Đế, Hồng Diệm Tràng Vương, Phật Thiện Duy Bộ Công Đức, Phật Đối Chiến Thắng, Phật Thiện Duy Bộ, Phật Châu Tạp Trang Nghiêm Công Đức, Phật Bảo Liên Hoa Chiếu Bộ Công Đức, Phật Liên Hoa Quang Thiền Trụ Ta La Thọ Vương. Đại La Liên của Bồ Tát Hư Không Tạng Đa Trịch Đá A Di Đồ Kalonika Giá Ra Giá Ra Tỳ Giá Ra Kalonika Mẫu ra 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 mẫu ra tỳ già đà ra ma ma kiếp khư phục sa mana kalonika chân đà mani phú ra di kalonika tác đoạ sa ma sa bà sa a nhã đà le ba phá cùng cùng lưu đà tê tê gia cùng kalonika phú la sa phù ma ma a sa tác đoạ ba loại giá a thô già kiệt đề ta hà. Chúng sinh nào bị bệnh hoạn, làm thân khổ sở, khiến tâm ý tán loạn, điếc mù, câm ngọng, các căn không đủ, thân thể suy hoại, giống như gần chết mà dốc lòng xưng niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Hư Không Tạng, thì được tiêu trừ các bệnh hoạn. Muốn không bị bệnh nên đốt hương trầm thủy đen chắc, hương đa kiệt lâu, đảnh lễ bậc thượng trưởng phu,
Đại thiện hư không tạng, mặt trường phố này sẽ hiện ra hình tượng vị Bà La Môn ở trong mộng. Trước mặt người đó, hoặc hiện ra thân trời Đế Thích, được công đức rồi diệu âm, hoặc thân La Sát, hoặc thân Đại Thần, hoặc thân Quan Lại, hoặc thân Thầy Thuốc. Cha mẹ trước mặt người bệnh, với các loại thuốc men đúng như thật, tùy mỗi bệnh uống, mỗi loại thuốc để dứt hẳn bệnh tật. Là có người nào mong cầu những điều như vậy, học hỏi các nghĩa lý, thực hành thiền định ở nơi yên tĩnh, cầu đạt trí tuệ, cầu được tiếng khen, khéo léo, tự tại, sắc đẹp, giàu có, uy lực, tài năng, tiếng nói hay con cái quyến thuộc, công đức bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, lời nói có ý nghĩa, được người cung kính thoát khỏi các tai nạn dữ, đã trú trong bố thí cho đến trí tuệ, được sống lâu, tất cả những vật cần dùng đã được đầy đủ. Nghe nên đảnh lễ Bồ Tát hư không tạng, hư không dựng, hoặc ở nơi danh thanh tịnh vắng vẻ trong rừng, hoặc nơi đất trống, đốt hương trầm thủy đen chắc, hương đa kiệt lâu, thành tâm chắp tay, nắm bắp gieo sắc đất, đây là khắp mười phương, nói chú Đà La Ni, liền được mãn nguyện. Danh hiệu 53, Đức Phật đời quá khứ, Phật Phổ Quang, Phật Phổ Minh, Phật Phổ Tịnh, Phật Đa Ba La Ba, Bạc Di Đà Hương, Phật Di Đà Quang, Phật Mani Tràng, Phật Hoan Hỷ Tạng, Mani Bảo Tích, Phật Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến, Thời Đại Tinh Tấn, Phật Quan Hỷ Tràng Đăng Quang, Phật Tuệ Trực, Tuệ Cự Chiếu, Phật Hải Đức Minh Quang, Phật Kim Cang Lao Cường, Phổ Tát Kim Quang, Phật Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh, Phật Đại Bi Quang, Phật Từ Lực Vương, Phật Đường Tạng, Phật Diên Đàn, Quốc Tăng Nghiêm Thắng, Phật Hiền Thiện Thủ, Phật Thiện Ý, Phật Quảng Trang Nghiêm, Phật Kim Hoa Quang, Phật Bảo Cái Chiếu Không Thực Tại Vương, Phật Hư Không Bảo Hoa Quang, Phật Lô Ly Trang Nghiêm Vương, Phật Phổ Hiện Sắc Thân Quang, Phật Bất Động Trí Quang, Phật Hàng Phục Chư Ma Vương, Phật Tài Quang Minh, Phật Trí Tuệ Thắng, Phật Di Lặc Tiên Quang, Phật Thế Tỉnh Quang, Phật Thiền Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Đế Vương, Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương, Phật Nhật Nguyệt Quang, Phật Nhật Việt Châu Quang, Phật Tuệ Tràng Thắng Vương, Phật Sư Tử Hống Tự Tạng Lực Vương, Phật Diệu Âm Thắng, Phật Thường Quán Tràng, Phật Quang Thế Đăng, Phật Tuệ Oai Đăng Vương, Phật Thắng Pháp Vương, Phật Tu Di Quang, Phật Tu Mana Hoa Quang, Phật Ưu Đàm Bát La Hoa Thắng Vương, Phật Đại Tuệ Lực Vương, Phật A Xuất Tỳ Hoan Hỷ Quang, Vô Lượng Âm Thanh Vương, Phật Tài Quang, Phật Kim Hải Quang, Phật Sơn Hải Tự Tự Tại Thông Vương, Phật Đại Thông Quang, Phật Nhất Thiết Pháp Thường Mạng Vương. Nếu thì nam thì nữ, cũng như tất cả chúng sinh nào nghe được danh hiệu 53 Đức Phật này, thì những người ấy trong trăm ngàn và ức A Tăng Kỳ Kiếp không bị đọa nơi đường ác. Và có người nào xưng niệm danh hiệu 53 Đức Phật này, thì đời đời sinh ra ở chỗ nào cũng được gặp chư Phật khắp mười phương. Người nào chí tâm cung kính đảnh lễ danh hiệu 53 Đức Phật, thì trừ diệt trừ được bốn tội cực nặng và năm tội đại nghịch. Các phương xung quanh người ấy đều thanh tịnh. Lại có Đức Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Khư, Phật Ca Lôn Tôn, Phật Con Đa Hàm Mâu Ni, Phật A Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Bảo Quang, Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Vương ở phương Đông, Phật Thọ Căn Hoa Vương ở phương Nam, Phật Tạ Vương Thần Thông Viêm Hoa ở phương Tây, Phật Nguyệt Điện Thanh Tịnh ở phương Bắc, Phật Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương ở phương Dưới, Phật Vô Số Tinh Tấn Nguyện Thủ ở phương Trên. Đức Phật nói với Bồ Tát Bảo Vọng: nếu các thị nam thị nữ nào sẽ dẫn giảng đường rộng như tam thiên đại thiên thế giới, ở trong giảng đường dùng chiếc đèn đó tạo lập vô số tinh xá, dùng tất cả các vật dụng để cúng dường chư Phật trong trăm ngàn kiếp, sau khi Phật nhập diệt lại tạo lập tháp miếu, dùng cờ phước lòng hoa bình báu, lò hương quý và âm nhạc để cúng dường khen ngợi, ý không nghĩ sao công đức của người ấy có nhiều không? Bồ Tát Bảo Vọng thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Dù vậy cũng không bằng công đức của người tụng niệm cung kính đảnh lễ danh hiệu các đức Phật tâm sáu phương ấy. Người này đời đời thường được sinh vào giỏi vua, dòng giỏi vua chuyển luân, tướng mạo đẹp đẽ đầy đủ oai đức. Để khi lâm chung được hàng trăm ức đức Phật nắm tay, khiến không bị đọa vào ba cõi ác. Nếu như bị phạm năm tội đại nghịch, đáng lấy phải bị đọa vào địa ngục. Nhân đời hiện tại chỉ quả báo nhẹ là bệnh đau đầu, không còn chịu khổ trong ba đường ác. Vì vậy phải chí tâm cung kính đảnh lễ diện nói kinh đồng tự bảo vọng. Là có Đức Phật Tu Di Đăng Quang Minh ở phương Đông, Phật Bảo Tạng Trang Nghiêm ở phương Đông Nam, Phật Chiến Đàn Hoa Đi Quang ở phương Nam, Phật Kim Hải Tự Tại Vương ở phương Tây Nam,
Phật Đại Bi Quang Minh Vương ở phương Tây, Phật Ưu Bát La Liên Hoa Thắng ở phương Tây Bắc, Phật Liên Hoa Tu Trang Nghiêm Vương ở phương Bắc, Phật Kim Cang Tự Tại Vương ở phương Đông Bắc, Phật Thù Thắng Nguyệt Vương ở phương Trên, Phật Nhật Nguyệt Quang Vương ở phương Dưới. Này Tôn Giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát nào lần đầu tiên phạm giới thì đến trước 10 chúng chí thành cầu xin sám hối. Nếu từ phạm giới thì ở trước 5 chúng đã cầu sám hối. Nếu thay chạm người nữ, mắt biểu hiện tâm ác thì ở trước một người hoặc hai người để sám hối. Bồ Tát nào phạm năm tội vô gián, phạm tội đối với người nữ hoặc đối với người nam, hoặc tự phạm hoặc phạm nơi trú xứ của tăng chúng, hoặc phạm những tội khác, Bồ Tát nên gần với 35 Đức Phật. Phạm tội gì cũng đều nên ở một mình, ngày đêm chí tâm sám hối. Pháp sám hối là quay về nương tựa Phật Pháp Tăng. Là có Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Văn Thù Sở Lợi, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dụng Thế, Bồ Tát Túc Vương Hoa, Bồ Tát Thượng Hạnh Ý, Bồ Tát Trang Nghiêm Vương, Bồ Tát Dục Thượng, Bồ Tát Đắc Cần Tinh Tấn Lực, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Vô Tận Ý, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Trang Nghiêm Tướng, Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là 14 vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa. Nói Bồ Tát Diệu Âm muốn đến gặp. Người nào xuất niệm đã bái thì được phước báo ở đời hiện tại. Lại có Bồ Tát Chủng Chủng Hạnh, Bồ Tát Vô Lượng Hạnh, Bồ Tát Thanh Tịnh Hạnh, Bồ Tát Kiến Lập Hạnh. Người nào tụng niệm lại bái danh hiệu 4 vị Bồ Tát này thì sau khi qua đời không bị đọa vào 3 đường ác. Là có Bồ Tát Không Vô ở phương Đông, Bồ Tát Thiện Tư Người ở phương Nam, Bồ Tát Hỷ Tính Tịnh ở phương Tây, Bồ Tát Thần Thông Hóa ở phương Bắc. Người nào xuất niệm định là 4 vị Bồ Tát này thì được phước báo trong 3 đời mau thành Phật Đạo. Là có Bồ Tát Bạc Đà Hòa, Bồ Tát La Lân La Kiệt, Bồ Tát Kiêu Mục Nghê, Bồ Tát La La Đạt, Bồ Tát Tu Thâm Di, Bồ Tát Ma Tu Tác Hòa, Bồ Tát Nhân Hồ Đạt, Bồ Tát Hòa Luân Điều. Đây là 8 vị Bồ Tát trong kinh Ban Chùa. Cầu đạo đến nay đã vô số kiếp. Chí vị phát nguyện, nguyện cho muôn dân trong thiên hạ khắp 10 phương đều đạt được Phật Đạo. Người nào nhanh chóng niệm chánh hiệu của 8 chúng tôi thì liền được giải thoát. Khi người ấy lâm chung, chúng tôi sẽ đến nghênh đón. Như vậy người nào tụng niệm đảnh lễ 8 Bồ Tát thì được phước ở đời hiện tại. Khi mạng chung được 8 Bồ Tát tiếp dẫn sinh về nước Cực Lạc, từ trong hoa sen hóa sinh và thành Bồ Tát vô sinh. Nếu người nào tụng niệm đảnh lễ 4 thanh văn Xá Lợi Phất Một Kỳ Liên Đại Ca Diếp Tu Bồ Đề, ấy cũng được phước báo ở đời hiện tại. Là có các bậc thanh văn quyền biến Diệu Phổ Lâu Na, A Nan, La Hầu La. Nếu ai xuất niệm đã bái thì được phước đại thừa. Là có 10 phần Xá Lợi Phất. Phần thứ nhất an trí tại thành Câu Thi Na. Phần thứ hai ở nước Bà Bà. Phần thứ ba ở nước La Ma. Phần thứ tư ở nước Thứ Lạc. Phần thứ năm ở nước Tỳ Nậu. Phần thứ sáu ở nước Tỳ Gia Ly. Phần thứ bảy ở nước Ca Tỳ La. Phần thứ tám ở nước Ma Già Ta. Phần thứ chín ở nước Bình Đầu La. Phần thứ mười ở nước La Diên Na. Sau khi Đức Như Lai vừa nhập diệt trong khoảng 28 vạn dặm, ở cõi Diêm Phù Đề đã tạo lập 10 ngôi tháp để thờ. Người nào kính lễ các tháp ấy thì được vô lượng phước đức sau khi bỏ thân, không bị đọa trong 3 đường ác. Là có 4 tháp ở cõi trời Đấu Lợi, một tháp thờ tóc Đức Phật trong vườn Chứng Minh ở thành phía đông, 2 tháp thờ y Đức Phật trong vườn Tô Sáp ở thành phía nam, 3 tháp thờ Bình Bát của Đức Phật trong vườn Hoan Hỷ ở thành phía Tây, 4 tháp thờ răng Đức Phật trong vườn Giá Ngự ở thành phía Bắc, lại có 4 tháp ở cõi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một tháp kỷ niệm. Nơi Đức Phật đản sinh ở rừng Lam Tỳ, thành Ca Tỳ La, nước Câu Tát La. 2. Tháp kỷ niệm nơi Đức Phật thành đạo, nơi Cán Bồ Đề ở thành Già Già, nước Ma Già Đà. 3. Tháp kỷ niệm nơi Đức Phật vận chuyển bánh xe Pháp tại Vương Lập Giả, thành Ba La Nại, nước Già Thi.
4. Tháp kỷ niệm nơi Đức Phật nhập Niết Bàn giữa hai cây Tala ở thành Kauthila, nước Mala. Người nào kính lạc 8 tháp ở cõi trời cho cõi người này thì được phước báo ở đời hiện tại. Kinh tập Pháp Duyệt Xả Khổ Đà La Ni. Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Ma Gia, Nam mô Tăng Già Gia, Nam mô Tỳ Thủ Đà Giá Na, Nam mô Ma Ha Tát Bà Già Rị Gia, Đa Trạch Diệt Đa Sĩ Lâm Di Rị Bà Bá Bà Di Lâu Giá Ha, Đàn Ma Đàn Na Sa Na Hí Thi Tát Bà Ma Ha Hí Tri Đã Rị Ương Cầu Tri Rị Nặc Cầu Tri Rị Tỷ bà tát bà na, gia na tỷ lâm bà xà ha đà xá gia thâu tát bà ra ta mạng bát trì bà ba ba rị ma ha a na sa ha. Bây giờ Đức Phật bảo đại chúng, ngày xưa có đại vô số kiếp, khi còn là phàm phu, ta tên là già tha đà, làm nghề lái buôn ở nước gia luân là. Ta dối gạt không thật thà mà tạo nhiều nghiệp ác không thể đếm được. Ta lại lắm say theo đường dâm dục không sao nói hết. Bây giờ ta ngu si giết cha rồi loạn luân với mẹ. Vài năm sau, mọi người trong cả nước ai cũng biết chuyện ấy. Họ nói ông già Ta Đà giết cha loạn luân với mẹ đã mấy năm nay. Đến lúc này ta mới suy nghĩ mình thật chẳng các loài súc sinh, ta đã làm các điều chẳng còn tính người. Nghĩ thế ta bèn vượt thành trốn ra khỏi nước Gia Luân La, vào ở trong rừng sâu. Bấy giờ vua Tỳ Xa của nước ấy ra chiếu lệnh cho khắp dân chúng cả nước như sau: tên già Tha Đà hoang dâm làm những điều trái đạo lý, ai bắt được cả ấy sẽ được ban thưởng nhiều châu báu. Mọi người nghe lời ban bố của vua, ai cũng đi lùng bắt ta. Vì quá sợ hãi, ta đi khỏi nước xuất gia làm sa môn. Ở xứ người ta tu hành 10 nghiệp thiện, trải qua 37 năm, ngày đêm ngồi thiền học đạo trong nước mắt buồn khổ. Với 7 năm tội đại nghịch làm chướng ngại, nên ta không thể nào định tĩnh, luôn lo rầu không ăn ổn được. 37 năm ròng, ở trong hang núi ta thường than khóc một mình, khổ thay khổ thay. Ta phải làm thế nào để chấm dứt nỗi khổ sở này đây? Khóc than xong, ta xuống núi để khất thực. Một hôm nọ trên đường khất thực, ta nhặt được một chiếc bát lớn, nơi bát có quyển kinh chỉ ghi duy nhất Đà La Ni tập pháp duyệt xả khổ, tức là tổng trì tích tập pháp an vui xả bỏ khổ. Trong đó nói về hằng xa các đức Phật đã nhập Niết Bàn vào đời quá khứ, thường diễn nói Đà La Ni này. Sau đấy thì giao phó cho các đại Bồ Tát ở nước Tỳ Diệt La. Về sau, có người nhờ đã tu hành, giữ gìn năm giới và 10 nghiệp thiện nơi đời quá khứ nên nghe được Đà La Ni này. Còn có người không có duyên lành nên tuy nghe nhưng chẳng ghi nhớ và tu tập được. Đà La Ni ấy có công năng dứt trừ năm tội đại nghịch đã gây tạo trong hàng trăm ức kiếp sinh tử. Người nào đọc tụng tòa trì Đà La Ni này thì không bao giờ bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì sao? Với các đức Phật đời quá khứ lúc sắp niết bàn đã nói Đà La Ni này để báo chúc cho các Bồ Tát. Công đức của việc tôn trọng, khen ngợi, phóng tụng Đà La Ni ấy là không thể tính kể. Sau này chúng sinh nào nghe được và dốc lòng tu tập Đà La Ni ấy thì công đức đạt được không thể tính đếm, giống như biển châu báu trong nước Tu Di, kẻ phàm phu không thể nào được lượng đoán nổi. Nếu có người làm các việc ác mà tình cờ nghe được tên của Đà La Ni này, dù không thể kịp tu hành, chỉ thoáng ghi nhớ
Thì khi bị đọa nơi địa ngục, tất cả chúng sinh ở cõi đấy đều nhận ân đức của người kia mà không bị khổ sở đau đớn. Bây giờ lúc được kênh Đà La Ni này, ta không đi khất thực nữa mà vui mừng về lại hang núi. Vào hang, ta đốt hương lễ lạy, khóc than xúc động. Ở trong hang núi cả năm trời, ta mới đọc tụng hết Đà La Ni ấy. Nhưng vì bị tội lỗi làm chướng ngại, ta không thể nhập tâm cái giới trọn vẹn. Vào một đêm đầu mùa thu, ta tắm rửa sạch sẽ, rồi tu tập kinh này trong 7 ngày lần thứ nhất. Giống như trẻ con mới đi học, ta rối rắm chẳng hiểu được gì. Ta lại tu tập 7 ngày nữa cũng rối bời như con nít chẳng khác lần trước. Lòng ta thật sầu khổ chẳng biết làm sao. Chân rồi tâm ý ta cũng dần dần thấm nhuần chữ nghĩa của Đà La Ni ấy. Qua nhiều lần suy ngẫm, bỗng nhiên tâm ta đạt định. Lúc đó ta vô cùng vui mừng như người được 100.000 cân vàng. Người ngoài không thể biết trong lòng người khác vui mừng như thế nào. Khi ấy ta cũng như vậy, tu tập vài năm sau nữa thì ta có thể bay đi hoàn toàn tự tại, ta được các đức Phật khắp 10 phương 3 đời. Sau này có ai tu hành thì nên theo pháp tu hành như vậy. Thân chú Đà La Ni của Bồ Tát Hư Không Tạng. Nam mô Phật Đà Phật Đà Ma Ha Mục Kiền Liên Xa Đa Trạch Tha Y Rị Kiết Rị Di Rị Trì Rị Tát Bà Ca Y Rị Di Rị Tát Bà Ca Di Rị Xa. Vào ngày 14 và ngày rằm hàng tháng, lúc ngôi sao sáng hiện ra, nên từ chỗ này 800 lần đốt hương trầm hảo hạng, khói hương không dứt, dùng 800 cành hoa vàng cúng dường Đà La Ni để được phước báo như đối với người thiện nam, thì thân hiện tại được an ổn, mong cầu điều gì cũng được như ý. Người nữ nào muốn được thân nam thì nên chọn tháng 3, tháng 4, tháng 8, tháng 9 và mùa thu và mùa xuân mát mẻ để trì tụng chú này. Ngày đêm 6 thời tội lỗi trong 1 kiếp 2 kiếp để được diệt hẳn, không bị đọa lạc. Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát.